sĩ ở bên mình, rồi lộ tới các anh thầy chùa. À, quý vị cũng thấy hết rồi, không phải cần gì mà ai phải nói nữa. Nhưng mà xin xác định với quý vị là lời truyền sấm như bài tố cố, ai biết tầm thì đặng hữu nhờ. Ta phiên tôn dân cứ mãi ngờ, sợ gạt chúng kiếm xu kiếm cắt hoài. Nên thầy nói là thầy khuyên viết ra cho quý vị thấy vậy để quý vị tu thôi, chứ thầy không có dụng tiền. Nên thầy cho biết là vì đời nay chúng nói dụng tiền, tình ai dụng chữ nhân, chữ nghĩa. Theo học đạo mặc ai may mỉa, ta cũng đừng gây gỗ giận hờn. Rồi để còn gì để hỏi. Dạ chị, với chị cho em hỏi thêm. Sao mà em nghe những nhiều người nói theo thầy đó, mà thương thầy mến đạo, mà sao giờ theo người này người kia tùm lum hết trơn. Em nhớ là em biết được là ông cụ Nguyễn, ổng là trung hiếu vợ con, như vậy là ổng mới được là về thằng. Tại sao giờ em thấy cái xã hội này quá khứ nhiều? Tại vì thầy cho mình biết trước rồi đó đệ. Thầy nói gì đời nay chúng nói dụng tiền, ít ai dụng chữ nhân, chữ nghĩa. À, quý vị thấy không? À, thầy nói chúng sanh thể như gà tắc thế, phải nằm chờ đến nước bắt ra. Thờ kỳ này nhiều quỷ cùng ma, chờ mở cửa quỷ dương xuống thế. Bà con nghe cái cô Tư cô giải thích cái chỗ này, nó khác, khác xa với là cái cô Tư Châu Gà, khác xa với là Thanh Hòa, khác xa với là Tư Hoàng, khác xa với ông Ba Hùng. À, có nghĩa là một trong những người tu là phải có trí. Mà khi nó thật sự, khi mà nghe những cái lời cô này cô nói tới đâu, cô giải thích tới đó, là tôi nói mấy cái vị mà nó thật sự mà cái thợ tu cũng nên mà cũng xem lại chính mình. À, phải xem lại, phải xem lại chính mình, kiểm điểm chính mình ngay mà liền. Để cho tôi thấy dạo này nó thật sự cũng nhiều cái vị, nhiều cái vị mà cũng xưng mình thế này thế nọ kia, cuối cùng ra là trật lắc hết trơn. À, quý vị thấy quỷ xuống thế chưa quý vị? Nó từ xuống một quỷ già, quỷ sồn sồn, rồi quỷ trẻ, rồi bây giờ tới quỷ nhí nữa quý vị. Nó đủ thứ quỷ xuống hết trơn quý vị. Tại vì tam thiên lục bá giáng lâm trần, khốc tử nguy nhân hại thiện nhân, tà giáo hạ quân khai hiếp ác kiến, muôn dân bình trị mới tiến quân thần. À, quý vị thấy bây giờ rồi em hồi nãy em có hỏi là cái câu mà cái người hay lòng phải không? Nên Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết là một dạ mà hay lòng. À, nên Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết là đứa hay lòng sao chẳng hổ ngươi, đáng thù thẹn dưới cây cùng cỏ. Quý vị biết đứa hay lòng lại không? Tôi xin nói cái đứa hay lòng trước nhất là bên mấy anh tu sĩ lấu cá của mình bên Phật giáo Hòa Hảo, xưng là tu sĩ cư sĩ đủ thứ trên ha. Rồi á tôn vinh người ta nè, nói cho mấy bay biết nè. Một, nghe mấy câu này là mình cảm thấy là nó ưng ý quá vậy. Có nghĩa cô này cổ nói là cô chẳng có sợ va chạm đó, đúng không? Chẳng sợ va chạm vì sao? Đạo là đạo chung, mà anh dám mượn cái từ đạo của người ta ra bắt đầu là để cái như là anh cái như là dối lừa để anh trục lợi. Nhân riêng cô Tư này cô lên thật sự cô hốt, mà tôi nói là quý bà con, cô hốt là hốt mẻ nào đầy mẻ nói luôn. Cô hốt ra là thật sự là cũng có nhiều cái vị là ngày xưa gọi là gia xê vía được. Tôi nói đây thật sự chắc là có một số vị mà cái như là tu sĩ mà cái như là ngày xưa va xe giữa đường chắc là cũng tức tôi lắm. Có nhiều vị là va xe giữa đường bây giờ là cái cũng là vào để mượn cái đạo của thầy đấy. Rồi đi gọi đi làm thiện nguyện, làm từ thiện, trời đất thánh thần, bây giờ cuộc sống như tiên. Bây giờ lên xe xuống cổ, thật sự quý bà con là cuộc sống là đủ đầy. Đó là mượn đạo tạo đời là cái chỗ đó. Ngày xưa anh là một cái thằng gọi là vá xe, đâu có ai biết anh là ai. Từ lúc cái vụ mà bé Tường Lam mình nổi lên đó, trời ơi người ta biết anh là tu sĩ. Rồi anh đu theo đó, bắt đầu anh làm thiện nguyện, anh làm từ thiện, rồi anh lên anh gọi là anh giảng pháp, anh làm búa xua xua. Đó, bà con nghe cô Tư nói nè. Không rồi, tao phải nghe cái lướt của mày. Mày xuống Cà Mau mày phát một người 5kg gạo. Mày lên diễn đàn mày nói là ở trên núi mày phát người 10kg với một thùng mì 5kg thức ăn.
rồi bà xuống Cà Mau này, tại vì cái xứ Cà Mau này người ta kém phước, người ta mất phước nên người ta còn có 5 kg mà người ta phải bắt cua bắt ốc để sống. Cái câu đó, gạo không phải là của mày nhưng mà mày lên mày tỉ bán với dân Cà Mau người ta. Bây giờ cộng đồng mạng người ta xôn xao, xứ Cà Mau người ta cũng xôn xao. Cái lúc mà mày ngồi ngoài đường mày giá ép đó, lúc đó mày đang mất phước, mày đang thiếu phước, có phải không? Ví dụ bây giờ không có 5 kg gạo của mày thì cái dân ở Cà Mau ta chết đói sao? Mà đâu phải gạo của mình đâu mà mình lên mà cổ xí như vậy, mình nói những lời thách thiệt để cho mà, để cho cộng đồng mạng người ta chửi mình. Dân ngôn tránh từ phước lai quả khứ, mà dân ngôn tà phước khứ quả lai. Mình phải ngó lại cái mình. Hồi đó mày chỉ là thằng giá ép ngồi ngoài đường thôi, mày kiếm ăn được nên mày láo bố mày. Chứ ngày, hồi lúc đó mày ngồi ngoài đường mày dám khi dễ dân Cà Mau ta cỡ đó không? Đó. Lời nói của mình, nếu mình chuyên mình là tu sĩ, lời nói của mình phải cẩn ngôn cẩn hành. Đừng nói những chuyện mà thách thực để rồi mất phước. Rồi em còn à, mấy cái vị nào đó thật sự là ngày xưa vá ép, bây giờ cái mượn gọi là mượn đức thầy ra đó để mà kiếm ăn à, nghe nha. Nghe cô Tư nói đi, người trong đạo Phật giáo Hòa Hảo đó. À, cô Tư nói rồi nghe cho nó rõ. Chứ còn mấy ngày vừa qua tôi lên tôi nói trời ơi chữ tôi quá trời. Nó tôi lên tôi nói trời ơi ông nói không có cơ sở. À, tôi là người trong đạo Phật giáo Hòa Hảo đó, tôi không lên tiếng thì ông đừng có lên tiếng đấy. Bây giờ các người Phật giáo Hòa Hảo lên tiếng rồi đó. Rồi người ta lên tiếng rồi mình nghe rồi mình thấy có ngượng hay không? Đi gọi là đi mượn hoa dân Phật, dùng gạo của Mạnh Thường Quân đỡ đi phát cho một số bà con ở tại Cà Mau. À, mà anh xuống đây dưới đó còn đúng là 5 kg, là một hộ nhận được 5 kg, anh lên anh kết luận một câu là do người ta sống thiếu phước. Yeah. Sống thiếu phước gì? Giống như ông phát là cái như là giả sử 100 người thì bây giờ ông cắt lại khoảng còn cái như là 50 người thì đúng là một người cũng được 10 kg vậy thôi, sao bảo rằng người ta hết phước? Người ta hết phước có xem lại các ông, các ông có chặn chỗ nào hay không, có gọi là có kết khúc nào hay không, đúng không? Cái chỉ tiêu Mạnh Thường Quân đưa ra 10 kg mà các ông phát 5 kg là các ông phải có chặn có cắt rào đó, hoặc là chỉ tiêu mà nó thật sự đó, người ta cái như là đưa một đường các ông làm một nẻo thì cái như là các ông bây giờ đi chỉ người ta là không có phước hả? Đấy. Một trong những cái tàu lao, một trong những nó thật sự mượn cái danh của Mạnh Thường Quân, mượn cái đồng tiền của Mạnh Thường Quân đi rồi gọi chánh chó. Đúng không vậy? Đây là một trong những cái gọi chánh chó đó. Tiền của người ta đưa cho mình đi phát, cuối cùng mình ra mình phát là được bao nhiêu, rồi bắt đầu là cái như là phước đức mình không biết là có hay không. Mà tới bắt đầu là phát người ta 5 cái gạo rồi kết luận một câu là do cái chị này, cái anh này bây giờ thiếu phước quá. À. Vậy mà tu cái gì? Tu mà nó thật sự không có 5 cái gạo các anh, người ta có chết ở đâu. Bây giờ các anh gọi là còn đi chữ người ta là sống không có phước. À, có nghĩa là anh phát 5 cái gạo mà anh đi chữ ngược trong mặt của người ta luôn. Đấy, vậy mà tu sĩ đó. À, tôi nói gặp tôi nó thật sự với con có đói cỡ nào chăng nữa, cỡ rây thôi, chấp nhận chịu đói thôi. Chứ về nhận 5 cái gạo của anh nó mất phước quá rồi, thôi tôi thua xin kiếu. À, 5 cái gạo thật sự ra bây giờ chưa đầy 100.000 bạc, người ta sẵn sàng người ta ra người ta lao động thì cũng đủ tiền vậy thôi. Mà có các anh phát thì người ta gọi là cái như cũng để cho nó có một chút gọi là, còn không có các anh thì bà con vẫn sống phà phà. À, người ta đâu có chết. Các anh tới cho người ta 5 cái gạo, các anh chữ người ta là thiếu phước này, thiếu phước nọ. Sống gì kỳ vậy? Bây giờ những cái nhà sư nào đó mà kêu rỗi Mạnh Thường Quân đưa tiền vô rằng xây các rồi cho lớn lên đó, rồi bỏ túi riêng đó. Chứ mình nói nghe mấy người giả dối thôi chứ chân chánh mình đâu có đắm vô được ta. Giả dối. Thầy nói á, thầy nói chứ giả dối mà mang sắc áo, mượn bồ đề chuỗi hộp lè người, làm cho dân khi dễ ngạo cười, tội lỗi ấy luật nào chung thứ. Tu mà đây mấy cái này là mấy sư câu lai nè, mấy sư mà nó thật sự sớm sát á, mấy sư mà sớm sát mà con bé 6 tuổi lên bảo rằng 4 tuổi vô nghe. Ở rồi mấy cái vị như là cái như là tu sĩ mà nó thật sự lên mà đang bưng bợ đỡ bé Tường Lam lên cũng nghe chút. Đó, mấy cô này cô nói chuẩn nè. Ai mà còn bợ đỡ bé Tường Lam đó, ai gọi còn bưng bô cho mẹ bé Tường Lam đó, phải nên nghe mấy này. Đây là một trong những lời của đức thầy đó quý vị.
lời Đức Thầy mà qua cái miệng của một người mà họ hiểu được cái chánh pháp của là Đức Thầy, họ giải thích nghe mà sao nó ngọt cái lỗ tai, họ giải thích một phát là nghe mà sao thật sự quý bà con nó phấn khởi. Còn qua những cái vị mà nó thật sự là u mê mà tà kiến, từ một cái lời chánh pháp mà qua cái miệng của những người tà kiến thì nó sinh ra một cái tà pháp. Người ta đang giải thích ngon lành, mình bắt đầu là xuyên tạc, mình bắt đầu là không có trình để mà hiểu, bắt đầu là suy luận lung tung. Đó. Cũng là một cái bài của Đức Thầy mà những người mà họ có cái trình, họ có đủ cái gọi là cái chánh pháp, bắt đầu họ giải thích nghe mà sao nó thật sự của con như mật rót vào tai, nghe mà sao nó im, nó dịu cho cái lời pháp. Còn qua những cái thứ mà tôi nói quý bà con, cái mượn cái đạo của Đức Thầy, rồi mượn cả là cái áo của nhà sư, bắt đầu vô giảng pháp chẳng giống ai. Nghe một bài pháp mà ra nó thật sự quý bà con cả tuần vẫn không tiêu hóa nổi. Có nhiều ngôn từ ráng nuốt xuống nuốt cũng không trôi. Một cái vị sư Câu Lai lên giải thích rằng cái sự việc Bế Tường La mà anh em phản biện lên nói là lý do thế này. Người ta sân si, người ta ganh tị với bế, cho nên người ta mới nói bế thế này thế nọ thế kia. À, mô Phật các sư. Các sư câu lai câu cũng ác thiệt, các sư còn câu vào cái sự gọi là sân si. Sư gì mà kỳ, sư gì mà kỳ cục kẹo, sư mà còn lên mà còn bảo rằng người ta phản biện là người ta sân si. À, người ta phản biện là người ta ganh anh tức ở. Sư cái cũng hơi căng đó quý vị. Ủa sư mình bây giờ mình giống như là giờ đó, cái thân của mình ngày xưa gọi là cái giác nguyên cả chiếc ô tô xuống mà đã rước nàng về dinh đó. Rồi cái như là mình thấy là mình có sai ở chỗ nào hay không. Có nghĩa bây giờ bản thân anh là sư, các anh phải kiểm tra anh sai cái gì. Anh phải tự kiểm điểm chứ. Anh phải tự kiểm điểm chứ. Bây giờ nó thật sự anh không tự kiểm điểm làm sao mà anh biết anh sai chỗ nào. Đó không? Anh phải là lấy gương anh soi mặt xem cái mặt của anh có dính lọ nghẹ hay không chứ. Anh để cho người ta nói rồi anh bảo rằng không, tôi không có dính. Dính hay không dính anh soi lại gương anh biết liền á mà. Rồi cuối cùng anh lên rồi anh còn kết luận vô là Bế Tường Lam là một trong những đứa trẻ mà nó nói những câu pháp đơn giản mà thâm thúy, chứng tỏ là nó thật sự nó hơn các anh rồi. Bế Tường Lam là vẫn còn ăn cơm cha áo mẹ, chữ thầy chưa có, nhưng nó nói được những bài pháp mà các anh cho rằng những bài pháp thâm thúy, những bài pháp đó là có một không hai đấy, thì nó thật sự nó còn hơn các anh. Các anh là anh của Đà Na, các anh anh của Tam Bảo, mà các anh đâu có nói được như Bế Tường Lam. Các anh lên gọi là ca tụng một con bé hết lời. Các anh làm như vậy thì các anh ít ra các anh cũng có lỗi với là bá tánh, có lỗi với là Phật tử. Vì sao? Phật tử họ tới họ cúng cho anh, họ dâng cho anh. Để chi? Để anh có thời gian để anh tu tập. Anh không có cái kiểu mà lao động tân gia sản xuất. Để anh tu tập, anh phải nghiên cứu gọi là kinh sách. Đấy. Anh phải là tìm hiểu cái giáo lý của Đức Phật. Rồi anh có được những cái vấn đề đó. Rồi anh ra gọi là anh truyền bá lại cho bà con. Anh chỉ dạy lại cho Phật tử. Đấy mới gọi là anh gọi là đi gọi là mới có công đức. Cho cái công đức chi mà bây giờ người ta lên nói đúng mà anh không nghe, mà người ta nói sai anh cũng không chịu thì thôi chứ. Cho nên cũng phải nên mà học khỏi chỗ là thầy Thích Pháp Hòa. Tôi nói thật sự bà con cái vô mà nghe cái bài pháp của Thích Pháp Hòa, nghe thầy nói mà nó thật sự nói câu nào nó rõ câu nói, mà nói cái gì nó ra cái nói, chứ không có liêm thiên. Một bài pháp mà của là những người mà cái như là họ cái như là nói là không có liêm thiên như các cái vị mà vị sư Câu Lai đó. Trời ơi, nói cái gì ra cái nói mà nó thật sự tôi nghe nó không biết chán mà quý vị. Thậm chí mà trên đường tôi đi xe mà tôi vẫn là bật lên tôi nghe, rồi cái là tới cơ quan rồi tôi mới tách rồi tôi mới vô mà. Thật sự nghe nó hay lắm, nghe nó thâm thúy lắm, mà nghe là có một năng lượng mà nó, chứ không phải nghe các sư Câu Lai. Trời, nghe các sư Câu Lai tôi nghe chán chết bà nậu luôn. Tôi nghe mà nó thật sự tôi so sánh là tôi biết anh nào trình độ hơn anh nào rồi. Người ta có những cái gọi là cái khiếu,
À, thứ hai nữa là cái trình, thứ ba nữa là cũng thật sự người ta chịu khó tìm hiểu, đọc nhiều cái như là cái kinh thư, à, gọi là cái trí tuệ của người ta đó, là nó có qua một quá trình người ta tu tập. Thế còn ai đâu mà sư gì mà cầm máy vơ đó, ở đây là cái cảnh đây nó đẹp nè, tết này là chụp hình ok nè, ở chỗ đây là nó thật sự là cái cũng là chùa năm nay là cũng là trang trí trang hoàng, nó đẹp để lộng lẫy để cho Phật tử về chụp hình. Trời đất thánh thần ơi, vậy đó mà lên thật sự quảng cáo quá trời quá đất, cuối cùng sao? Cuối cùng chơi thật sự tôi hỏi rằng anh em mượn bé Tường Lam để quảng cáo thôi chứ tu tập cái gì? Mình nó thật sự, tôi nói thật sự với bà con, cái miếu nào mà linh đó, là cái miếu đó là người ta tới miết hả, không cần quảng cáo mà người ta vẫn tới. Đó, bà con đi ngang qua thật sự đi đường mà cái miếu nào linh đó là cái là nhiều người họ dừng lại họ thắp hương đó. Đó. Còn tôi thấy đây thật sự anh đi gọi là anh đi quảng cáo, mình mượn một con bé vô thật sự nó hỉ mũi chưa sạch, nó mới có rụng con rúng đêm hôm bắt đầu ăn lên đó, rồi cái như là để cho cộng đồng mạng phải phẫn nộ, để cho những người Phật tử người ta phải đặt những cái dấu hỏi. À, rồi đến bây giờ tôi hỏi rằng trong tất cả các vị sư câu like có vị nào lên xin lỗi hay chưa? Chưa, anh đâu có biết anh có lỗi gì đâu mà xin, đúng không vậy? Anh chỉ nghe là nó thật sự thằng tài thố địa mà xin bánh bao bé Tường Lam là thấy một trong những câu like là ok rồi. Thằng tài thố địa mà qua Việt Nam là xin bé Tường Lam cái bánh bao là trong đầu của anh nghĩ là cái kèo này là câu like câu view là hết sảy luôn. Trời ơi, cái câu chuyện mà thế giới có 102 đó. Rồi bé Tường Lam thuộc bài chú bắt đầu là anh vô anh cảm thấy phấn khởi, trời ơi kèo này là cũng ngon, vì nó thật sự bây giờ có đứa nào thuộc được bài chú như bé Tường Lam đâu, vì bé Tường Lam nó tự biết. Cuối cùng sao? Cuối cùng nó lộ ra là phui ình luôn, nó lộ ra là nó nghiên cứu, nó học trên nền tảng TikTok, nó học trên nền tảng mà là YouTube. Rồi cuối cùng các sư bây giờ đó nhìn bốn mắt nhìn nhau mà nó thật sự trào máu họng thôi, đâu dám nói đâu, giờ lên nói nó quê chết sao? Đấy hả? Trời, anh đi tu mà bây giờ nó thật sự là anh không chịu sửa thì thôi chứ ai sửa được cho anh. Cho nên riêng ngày xưa câu này là sai đấy quý vị, câu mà cái là động Phật là còn cứu mà động tăng hết cứu là sai đấy. Các ông tăng nghĩ rằng ổng là một trong những là cái nơi là bất khả xâm phạm, ông nói là một trong những cái gọi là cái thánh chỉ, ông nói là một trong những cái gọi là kim chỉ nam đó. Các sư nói là không sai đó. Các sư nói cái gì thì cỡ các sư đó. Đó, cho nên bây giờ mới lòi ra các sư đó, lùi ra các sư mà nằm giống mà cái để chân ra ngoài là đạp vô mạch của người ta là cũng không có phước đấy. Bó tay hả? Đấy là bó tay đó quý vị, gọi là bó tay còn phải thêm cái từ là chấm côn. Chứ còn bó tay không là dễ gì mà nó trọn. Bó tay chấm côn. Trời đất thánh thần thiên địa ơi. Đó, cái đạo Phật là một cái đạo từ bi, một đạo trí tuệ, một đạo khoa học. Chứ không phải đạo Phật là một trong những cái đạo mà gọi là hâm dọa. Cái làm cái gì cũng là dọa người ta, hâm người ta, làm cái này không có phước nha. Làm cái này là mất phước lắm à. Là tôi nói ông nội, giờ biết cái nào có phước, cái nào không có phước. Cái làm cái gì cũng sợ mất phước thôi, làm cái gì được.